Vâng, đây là đơn hàng đầu tiên em về dòng phụ kiện tín hiệu dây loa cao cấp, đa số là dây Mỹ là nhiều nha các bác, là về số lượng ít thôi, không có nhiều. Sau vượt thời gian tới nó sẽ về thêm những cái mẫu AV ba lăng dây loa cao cấp khác, thì nay về đầu năm được nhiêu đây thì em lên sóng. Các bác nào có nhu cầu mình muốn nâng cấp và thay đổi chất âm thì liên hệ cho em ship hàng tận nơi. Các bác cứ cho em tên địa chỉ thì em sẽ ship hàng tận nơi, giá em báo là bao gồm phí ship cũng đã cân đối rồi, và những cái sản phẩm nó đắt tiền thì các bác phải cọc giúp em, còn những sản phẩm nó 1-2 triệu trở lại thì các bác có em có thể ship code cho các bác nha. Các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại 0978338 14 hoặc là 0965770227, hoặc là nhắn tin cho em tên, địa chỉ và sản phẩm các bác cần mua. Rồi em sẽ đi từ bên trái sang nha, hai số điện thoại chính của em nha. Đây là dòng dây Kimber mà em vẫn phân phối cho các bác từ năm trước cho đến năm nay. Vẫn giá là 800 bao gồm phí ship nha, dây loa Kimber. Dòng này thì rất là bình dân và được rất là các bác yêu mến. Dòng Kimber thì nó thiên về dài tiếng và chất bass rất là khỏe nha. Dưới 1 triệu thì dòng Kimber này em bán khá là chạy về chất âm ngon. Dây loa thì 2,5 m một vế nha các bác. Dây loa theo tiêu chuẩn của hãng là 2,5 m một vế. Có đầu bắp chuối này, Kimber thì có bắp chuối nha. Và mỏ chim nha các bác. Các bác mình cân đối theo cái bộ dàn chúng ta mình sử dụng cái đầu rack nào. Đây là mỏ chim này, mỏ chim, bộ mỏ chim và mỏ bắp chuối nha, giá là 800 ngàn một bộ. Và em có một bộ dây loa cho dành cho các bác mình chơi karaoke sử dụng rack Nutrix này, mỏ chim ra Nutrix này. Đấy, bộ 2,5 m nha, giá là 600. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Dây auto quét, dây bãi nha các bác, dây auto quét của Mỹ nha, dây auto quét của Mỹ nha các bác. Đây là bộ dây loa để các bác chơi những dòng loa full này, rack Nutrix này, 2,5 m, giá là 600 nha, bao gồm phí ship rồi. Và đây là bộ auto quét 5 m nha, để các bác mình sử dụng những phòng rộng này, 5 m này, 5 m đầu mỏ chim, hoặc là các bác có thể có bắp chuối luôn nha, bắp chuối mỏ chim đầy đủ hết. 5 m, bộ này giá 1 triệu nha các bác, 1 triệu nha. Auto quét của Mỹ, bộ dài 5 m mỗi vé, gọi là 5 m mỗi vé nha. Bộ này 5 m một vé, hình như em còn hai bộ nha các bác, em có hai bộ thôi, mỏ chim và bắp chuối hoặc là mỏ chim bắp chuối nha. Bộ auto quét này dài 5 m mỗi vé, giá là 1 triệu một bộ, và duy nhất một bộ mắt tăng tốc của Mỹ cặp bến rất đẹp nha. Tại vì những cái dòng cao cấp thì nó có hệ thống chống nhiễu cho hai đầu rất là lớn, nên là đều phải bọc cho nó kỹ lưỡng khỏi bị trầy trước nha các bác. Mắt tăng tốc thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, sử dụng rất Furutech nha bác, Furutech. Chắc là rất khó nha, rất khó. 2,5 m mỗi vế. Bộ này giá 8 triệu 500 nha. Rất khó nghĩa là khi các bác cắm vào rồi các bác có thể vặn theo chiều đồng hồ nó sẽ bung cái này ra, nó khó chặt lại nha. Rất khó. Rác thì hãng sử dụng rác của Furutech nha. Mắt tinh tóc. Những bộ dây cao cấp thì nó rất là hầm hố nha các bác. Tại vì nó sở hữu công nghệ và hệ thống chống nhiễu cao cấp để trải nghiệm một cái chất âm tuyệt vời. Bộ này giá 8 triệu 500, các bác chơi những loa high end, loa cao cấp thì mình chơi bộ này. Hai đầu bắp chuối hết nha các bác. 8 triệu 500. Và em về được 3 bộ cạc đác của Mỹ nè các bác. 3 bộ cạc đác nha. Cạc đác là một thương hiệu của Mỹ nhưng mà giá thành nó tốt các bác, gọi là ngon bổ rẻ thì mình chơi cạc đác. Dây bãi nha bác, dây bãi nha. Dây nó có chất liệu dính dính như dùng Van Heel nha. Đầu bắp chuối hết nha các bác, dây mềm nha. Tất cả đầu bắp chuối hết nha. Cạc đá của Mỹ 2,5 m một vé. Đầu bắp chuối hết nha các bác. Giá là 3 triệu 500 một bộ nha, 3 triệu 500 một bộ. Có 3 bộ nè. Và đây là dòng dây loa rất là nổi tiếng bên em, dây loa Monster M2 Plus. Em về khoảng được 10 bộ này. Monster M2 Plus thì cấu hình Plus nó sẽ cao hơn so với M2 bình thường nha. Bộ này em vẫn giao các bác là 1 triệu 6 nha, 1 triệu 6 một bộ. Có mỏ chim bắp chuối và bắp chuối. Dòng Plus thì nên chỉ có hệ thống chống nhiễu cho hai kênh nha. Đây, cấu hình rất lớn nha các bác. Đây là đầu mỏ chim này, là đầu bắp chuối này. Đấy. 20 một vé, giá 1 triệu 6 nha. Dòng Monster thì chơi hầu hết các dòng loa rồi. Nếu các bác thích tiếng dày và tiếng bass có lực thì các bác chọn Monster.
Và monitor vẫn là những dòng dây loa em bên kênh em bán gọi là quốc dân luôn, gọi là bán rất là nhiều nha. Và đây là bộ audio Meka dòng bạc nha, các bác thích tiếng dòng bạc thì lấy bộ này, dòng bạc nha, rất bắp chuối nha các bác, rất bắp chuối nha, này rất bắp chuối hết, dây bạc nha, bạc tinh khiết 20.000 một vé, giá 3.800.000, có hệ thống lọc nhiễu một chiều nha, trong nhiễu một chiều 20.000 một vé. Các bác thì thấy cấu hình dây Audomeca, một dòng dây loa thương hiệu của Pháp. Dòng này cũng như cạc đá các bác, ngon bổ rẻ, giá thành nó ngon. 20.000 một vé, giá 3.800.000 nha. Rồi đi đến dòng AV. AV thì em đợt này chưa về monitor, là dòng monitor S850 này các bác, M850 SW này, M850 SW dây bãi nha, dòng Ultra của Mỹ, dây bãi nha, đã qua sử dụng còn rất là đẹp, đẹp trên 95%, sử dụng rắc VKPT, giá 700 một bộ nha, giá 700 một bộ. Em về được 212, có 5 bộ này, có 5 bộ monitor M-Series 850 SW nha, dây bãi rất đẹp các bác, 700.000 một bộ bao gồm với ship. Và đây dòng cao hơn, cũng dòng monitor nhưng mà sử dụng cấu hình bạc nha, mạ bạc monitor. Bộ này 1.600.000 nha các bác, bộ này 1.600.000, em về cũng được 5 bộ nha, sử dụng rắc VKPT 0102AG bạc nha, monitor 1.600.000 một bộ, có được 5 bộ dài 1m nha các bác, em về 1m hết nha, thì 1m tiêu chuẩn các bác, đa số dài 1m thôi, 1m monitor mà bạc nha các bác, sử dụng rắc cao cấp VKPT 0102AG. Cái mã này là mã dùng cho những dòng dây mà bạc nha các bác, giá 1.600.000 đấy. Còn dây monitor M850 thì 700, dây loa Kimber 800, cạc đát là 3.500.000, monitor M2 Flash là 1.600.000, Audomeca là 3.800.000, riêng bộ mắt trên tóc cao cấp này 8.500.000, còn bộ dây loa Audoquest 1 5m mở vé thì giá 1.000.000.